bắt đầu test thử cho mọi người cùng xem nha. Số 4000 hai dòi nguồn điện 220 đi vào. Đây là cái công tắc đó. Cốc sạc rất là tốt. Okay. Trong quá trình sử dụng của chúng ta, giả sử vào một cái ngày đẹp trời nào đó tự nhiên cúp điện thì không sao hết. Cái thằng máy hỏi servo 4000 này của chúng ta nó có tích hợp một cái sạc ở trong đây. Khi mà chúng ta đang xài tự nhiên mất điện không sao hết. Như các bạn đang thấy, máy nó đã chuyển sang cái chế độ xài bằng pin ngay bên trong, rất thuận lợi. Đối với các bạn mà nuôi những dòng cá mà nó cần lượng oxy nhiều và liên tục và phải ổn định thì đây là một cái máy rất là thích hợp. Bởi vì trong quá trình xài như vậy, cá chúng ta đang quen với một lượng oxy nhất định trong ngày rồi, đột một cái một ngày đẹp trời ở đó máy oxy của chúng ta đang chạy mà điện cúp, thế là nó không cung cấp được oxy cho hồ cá. Thì trong khoảng thời gian 4 tiếng thôi, hồ cá của chúng ta không cung cấp đủ oxy thì những con cá trong hồ chúng ta có thể nó sẽ chết, xác là chết. Cái máy này chúng ta đang xài bình thường, đột nhiên cúp điện, các bạn thấy mình đang cúp sạc dây điện đó rồi và máy vẫn đang cúp bình thường luôn. Thì sau khi mà cúp điện như vậy đó, cái máy này nó sẽ chạy liên tục ít nhất là 12 tiếng và tối đa là tới 24 tiếng, cực kỳ tốt. Các bạn sẽ yên tâm khi mà mình đang đi chơi đâu đó xa nhà mà đột nhiên ngày hôm đó cúp điện, không sao hết, cái máy này nó sẽ giải quyết được cái tình trạng cúp điện đó cho chúng ta. Máy servo SB4000 cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.